Tôi đang biết biết tôi đang biết tôi đang biết hôm qua tôi đã hút hình biết bồi lý từ Hà Nội. Chúng ta hút chủ đề là nhồi bê bê logo nhồi bê bê chúng ta học mô mùi tu của thiên bê tu của thiên hắn chúng ta tốt chào tôi nông nú chúng ta học năm câu thiên biệt và thiên hành sau chúng ta tụng năm câu thiên biệt và thiên hành tôi cố gắng nói thiên biệt để sử dụng nói viết của Google Document. Nhưng mà nói về không không làm được vì Zoom và Google nói về không sử dụng cùng nhau. Tôi muốn nói sử dụng nói biết của Google Document thì tôi không nói cao tiếng biết thì cao thiên bệ không không giải thoát cô mẹ nông nữ cô thể giúp tôi nuôi giải thoát tôi đang sử dụng nói việt để tiếng việt hôm nay tôi sẽ cố gắng sử dụng nói việt lại nhưng mà không thể sử dụng nội Việt. Tôi đang đọc phụ đề của YouTube bằng tiếng Việt. Tôi có thể đọc cao tiếng Việt. Nhưng mà tôi phát âm là không không tốt tôi muốn nói nhanh nhanh tôi luyện tập nói tiếng Việt ô Google Document để sử dụng nói Việt của Google Document công cụ. Tôi có thể nói tiếng bên nhanh nhanh. Tôi có thể nói phát âm của tiếng Việt
Nhập nhà thôn. Tôi là cô về như bên bên của bạn bạn đang thua một số lỗi chúng ta và nhiều pháp rồi đây là phần bạn đã chỉnh sửa. Tôi đang biết bạn bạn là bạn tiếng Việt, tôi đã đăng ký và biết bằng tiếng Việt hôm qua. Tôi đã các kinh về buổi lý thức Hà Nội trung tâm phục chủ sẽ là nói về về lao động. Chúng ta hôm mới Trung Quốc tình và Trung Quốc tiếng Hàn. Chúng ta chúc chào nó thôi nông nút. Chúng ta hồ Nam Cao từ thiên về và truyền hình số. Chúng ta thốt Nam Cao thiên về cao thiên về và thiên nhân. Tôi cố gắng nói tiếng Việt đều các nói thu nói biết của Google Document nhưng mà nói bên ở cùng năm làm đã tí nhưng bà Google Document đó hôm xóa hôm qua cũng nhau tôi muốn nói sử dụng nói Việt của khu vực thì thôi. Ông nói cầu trên việc đi cầu tăng bếp không chặt chút. Mình ngôn ngữ có thể chấp tôi nói trước. Tôi đang sửa chữa nói Việt. Hôm nay tôi sẽ cố gắng xui dùng nói Việt lại nhưng mà không thể sử dụng nói Việt. Tôi đang tự tin cung qua YouTube vụ dễ bằng tôi không thể được bảo nhưng mà tôi bắt chắc là không tốt. Tôi muốn nói nhanh nhanh tôi nói nhanh nhanh tôi lên tâm nói tiếng qua Google document phúc tôi có thể nói tên bên anh tôi có thể nói lưu ý rằng một số cao văn con cá mô hồ và có thể can su su vết tìm về nhưng cần để có thể hiểu chính xác hơn. Bằng. Ok. Tôi đọc chuyện tôi tiếng Việt sau tôi đã sử dụng AI. Sau tôi có thể hiểu biết phát âm của tôi gạo tiếng Việt bằng tiếng Việt của tôi là không thôn nhất không thốt
Nhưng mà khi tôi đốt chuẩn, tôi có thể tự viết. Tôi phải học tiếng Việt luôn lên nhu lên thập tiếng Việt, nôi cao tiếng Việt. Nhưng mà phát âm của tôi là không tốt. Sử dụng tiếng Việt là quan trọng. Tôi sẽ nói cao tiếng Việt để cố gắng nói nhạt hơn. Xong.